For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Diễn viên gọi giấc mơ về, từng bị từ hôn, U80 vẫn miệt mài đi diễn. Hơn 45 năm theo đuổi nghệ thuật, nghệ sĩ Tấn Thi đã trải qua không ít gian nan thử thách của nghề. Ở tuổi 75, ông miệt mài diễn xuất và có cuộc sống viên mãn bên người vợ Tào Khang. Từng bị từ hôn, suýt bỏ nghề vì túng thiếu. Nghệ sĩ Tấn Thi sinh năm 1949 là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Ông từng góp mặt trong các phim ăn khách như Gọi giấc mơ về, Người đẹp Bình Dương, Lục Vân Tiên, Lưới trời, Mẹ Dơm. Đặc biệt, Tấn Thi gắn liền với hình ảnh ông già Nam Bộ trong chương trình hài kịch Trên vườn, dưới ruộng. Ít ai biết nghệ sĩ Tấn Thi từng làm nghề gõ đầu trẻ, có mối tình với một cô giáo trung trường. Cặp đôi đã hứa hẹn và trao lễ vật đính ước cho nhau. Nhưng sau khi ông được cử đi học văn nghệ một thời gian, người yêu ở nhà đã âm thầm trả lại lễ vật đi lấy chồng. Chắc cô ấy thấy tôi mê văn nghệ quá, sợ tương lai không ổn định nên từ hôn. Tôi thất tình buồn quá nên đi xem vở kịch Chuông đồng hồ Điện Kremlin rồi mê nghề, cắm đầu theo nghệ thuật từ lúc đó. Sau đó, Tấn Thi trở thành lứa học viên đầu tiên trong khóa đào tạo duy nhất của đoàn kịch nói Nam Bộ cùng với nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, nghệ sĩ ưu tú Minh Hạnh, Hồng Dung. Thời điểm đó, Tấn Thi tự ti về ngoại hình. Thậm chí ông cho biết bản thân chỉ dám ngồi nhắc tuồng, học sáng tác chứ chưa bao giờ mơ ước trở thành diễn viên, được lên sân khấu. Đến khi Tấn Thi đảm nhận vai ông già trong vở Tên Trùm Bịp Bợm Thành Vân Ai, cùng với dàn nghệ sĩ gạo cội như Quốc Hòa, Thương Tín, Tú Lệ, sự nghiệp của ông mới thăng hoa. Đam mê nghệ thuật luôn cống hiến hết mình là thế, nhưng có lúc nghệ sĩ Tấn Thi cũng phải bỏ nghề vì cuộc sống quá khó khăn. Ông kể, hồi cuối thập niên 80 tôi diễn một đêm được 1,50 đồng, trong khi đó một ký thịt ba dọi có giá 2,50 đồng, tôi diễn một đêm không đủ mua một ký thịt. Nam nghệ sĩ cho biết bản thân chọn rời bỏ đam mê cũng do cuộc sống mưu sinh. Dẫu đau xót nhưng vì vợ con, ông vẫn lạc quan yêu đời. Trong khoảng 2 năm ngừng diễn, Tấn Thi làm quản lý bãi chiếu phim ngoài trời. May mắn, nghệ sĩ Khánh Hoàng dựng vở Hamlet và mời ông vào vai tể tướng Polonius. Từ đó ông trở lại và dính nghề đến bây giờ. Hiện tại, nghệ sĩ Tấn Thi sống trong căn nhà ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh. Ông Sáu Vườn và vợ có một cậu con trai cũng theo nghệ thuật đang làm đạo diễn. Nhắc đến cuộc hôn nhân hơn 40 năm của mình, nghệ sĩ Tấn Thi kể, trước đây bà xã ông làm trong một ngân hàng, phải đi học văn nghệ quần chúng, còn ông là người đi dạy, cặp đôi bén duyên từ đó. Bà ấy tính cách dễ mến, ngày đó tôi hay đưa đón bà đi tập kịch, đưa đón suốt mấy tháng thì chúng tôi quen nhau, khoảng 1 năm sau thì cưới, nghệ sĩ Tấn Thi chia sẻ. Có mặt trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, vợ nghệ sĩ Tấn Thi cho biết dù chồng là nghệ sĩ nhưng bà không lúc nào ghen tuông bởi hiểu đặc thù nghề nghiệp của bạn đời. Vợ nam diễn viên nói bản thân biết nghệ thuật có vất vả gian truân và cũng hiểu đó là đam mê của chồng. Tính đến nay, vợ chồng nghệ sĩ Tấn Thi đã có hơn 40 năm bên nhau, dẫu có lúc nóng nảy, mâu thuẫn, nhưng cặp đôi vẫn vẹn nguyên tình nghĩa như ngày đầu. Theo bà xã của nam nghệ sĩ, chồng rất nóng tính nhưng mau nguội, đặc biệt ông rất quan tâm vợ. Đi làm về được bao nhiêu tiền, ông đều đưa bà giữ hộ. Nghệ sĩ Tấn Thi cũng khẳng định, được nên duyên vợ chồng với bà là điều may mắn của ông. Dù không chung nghề, nhưng bà xã luôn ủng hộ, thấu hiểu và là hậu phương vững chắc để ông an tâm hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi 75, nghệ sĩ Tấn Thi vẫn giữ được sức khỏe tốt và miệt mài hoạt động nghệ thuật. Những hôm rảnh rỗi, nam nghệ sĩ dành thời gian chăm sóc cây cối trong vườn. Tôi trồng rất nhiều loại cây, đặc biệt bà xã thích cây nào tôi sẽ trồng cây đó, ông bày tỏ. Nam nghệ sĩ cho biết ở tuổi xế chiều, bản thân hạnh phúc khi có bà xã bên cạnh. Ngoài ra, ông cũng cảm ơn khán giả vì đã dành tình cảm cho mình bao nhiêu năm nay. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, tạm biệt.